Ok, mình đã quay trở lại, mình chơi tiếp. Cái đây là cái phiên phần số 2 của ngày xử án ấy. Nên là chúng ta rất là biết được cái sự việc, sự thật rất là đáng buồn là Emma là người kẻ giết người. Và lúc đấy là ông kia ông nhảy ra này, ông bảo là đã bảo cho chúng mày rồi này. Và cái vấn đề là về bằng chứng này. Sau là lão cái đổ hết tội cho thằng Edward này. À, về vụ giả chứng cứ ấy, sau cái này cái nọ, sau cái gì nhỉ, bên khán giả là nó phát điên, phát cuồng, thế là tòa là phải tạm dừng để cho giữ trật tự. Và chúng ta sau một lần chúng ta quay lại 12:06 mình không biết nãy mà từ sorry Edward, tôi không muốn làm cậu phải gặp rắc rối á, đừng có nghĩ về đừng đừng có lo về cái vấn đề đấy. Đây là cái rắc rối của tôi, không phải của cậu. Đang nói chuyện là ngày lại vào. Tôi hy vọng là không làm cái gì interrupt anything. Cái anh này chính ra là rất hay kiểu interrupt nhé, nó nhảy vào đó kiểu. Tôi sẽ quay lại sau. Wait, detective Gaosu, có chuyện gì? You got a lot of nerve, pal. Đi sai cái thám tử à? Chạy xung quanh để làm cái việc của mình. I on top with of you, you call me here. I seen the happier people other. Tôi đã thấy được có người vui hơn ở kiểu đám ma. Chỗ này có nghĩa rất là nặng vía chỗ này. I take it. Có vẻ như Lana đã bảo cậu phải đi lấy đồ à? Đây là hãy để tôi bảo cậu, cái đây là lần cuối cùng. Đây là Evidence Law. Here này. Cô ấy bảo là, cô ấy bảo tôi là cái đưa cậu nhìn nhìn cái kiểu cái Evidence Law của con gà nhìn ghét ấy. Cái này nó sẽ If you there were a break in the Tudor. Cô ấy bảo tôi là sẽ đưa này cho cậu. If there is a break là nó sẽ có cái sự phát kiến ở trong cái tòa án ngày hôm nay. Evidence law, luật về bằng chứng đấy. Cái này là trong cái phần 5 này là nó sẽ nói về một số cái luật bằng chứng đấy. Nó có hai cái ra. Chúng ta sẽ phải biết hai cái luật về bằng chứng đấy. Luật thứ nhất là không được cái vật chứng nào được đưa ra mà không được sự cho phép của sở cảnh sát này. Có phải như vậy không, Mr. Roy? Có vẻ như vậy. Đúng ra anh phải học thêm một ít luật chứ. Học kỹ luật à? Có nghĩa là bất kỳ vật bằng chứng nào phải cho phép của bên cảnh sát. Nhưng mà trên thực tế là mình đưa ra một đống bằng chứng mà kiểu như rút ra mà trái biết nhỉ. Cái mà chả nói gì đến cái phần này thì lại có vẻ như là tất cả những cái gì mà mình rút bằng chứng trong túi ra thì lại là không hợp lệ. Trong khi cái vấn đề là mình có rất nhiều cái bằng chứng mẹ tự ôm kiểu là cái câu kiểu là cái át chủ bài của mình ấy mà không ai biết mình rút ra hay phát. Nhưng mà đến cái phần này thì nó bắt đầu là có một cái luật mới, cái luật cái này nọ kia, rất là buồn cười. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái game này, một cái kiểu cái luận điểm trong game. Nhưng mà trên thực tế là đúng là thế thật, bởi vì tất cả bằng chứng là phải thông qua được kiểu như là bên có quyền hạn ấy, để kiểm tra ấy, hiểu không? Nên là mình nghĩ là cái đây là sự thật, nhưng mà ở mấy cái phần trước là nó không nói, nên là bây giờ mình nghĩ lại cũng rất là buồn cười ấy. Công tố trưởng là muốn tôi đưa cho cậu cùng với một cái lời nhắn á. Lời nhắn ấy. Lời nhắn gì? Cô ấy nói rằng nếu mà cậu định lên kế hoạch để cậu tẩn ông ấy á, cậu sẽ phải cần cái cuốn sách này à, ông ấy á. Nên là tầm này là chị ấy không có gì để mà giấu rồi, bởi vì là cái bí mật lớn nhất là chị bao che cho em gái của mình ấy là đã bị bới tung ra rồi, nên là bây giờ cũng không còn cái bí mật gì mà giấu nữa. Ok, mình phải nhìn và đọc qua cuốn sách này. Evidence Law đưa vào trong cái túi ấy. Nè, all that left now is chief prosecutor sentence.
bản án còn lại là cái bản án của công tố trưởng. Đây là lúc mà anh đã nhầm thám tử. Cậu chưa nhận ra cái vấn đề này sao? Tại sao mà tôi vẫn còn ngồi ở cái ghế công tố đấy? Sau tất cả những cái lời buộc tội về tôi, là ném vào mặt tôi, Edward. Cái vụ xử án ngày hôm nay là còn chưa bắt đầu. What? Còn cái gì chúng ta có thể làm nữa? Cái thanh danh của anh đã bị phá hủy, ngồi cùng với cả cái việc và ngụy tạo chứng cứ. Emma Sky found out she on Lincoln. Và Emma Sky đã phát hiện ra là cô ấy lỡ giết một người đàn ông. Và bây giờ cậu nói tôi là cậu muốn làm cái gì đó nữa. You guys gotta be kidding me, pal. Anh đã nhầm rồi, thám tử. Lana đã không giết thám tử Goodman. Cô ấy chỉ đâm con dao vào cái xác chết của cậu ấy. Đây có nghĩa là kẻ giết người thực sự là vẫn còn ở ngoài kia. What? Thằng này bây giờ vẫn chưa biết á. Chúng ta sẽ expose him bằng bất kỳ cái giá nào. Vụ án này là đã làm đau, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đã đến lúc để chúng ta kết thúc nó. Mình rất là cần. Quận, đây là tòa sườn số 9. Các chú bình tĩnh nha, khán giả bình tĩnh nha. Tòa nào sẽ tiếp tục xử án Lana Sky này. Peter Edward. Yes, Your Honor. Bên thẩm tra đã lên kế hoạch để có những cái biện pháp phạt những cái hành vi của cậu. Thằng này lại salute. Cảm ơn vì cái tin tức mới thưa thẩm phán. Yes, we are ahead. Bình thường đây sẽ là cái thời điểm mà bên công tố gọi nhân chứng đó. Nhưng mà khóc. Cái này thực sự không dễ dàng để mà nói á. Cậu thấy đấy là có một số cái người cái gì suy nghĩ về cái gì dắt về cái sự tín nhiệm của cậu. Chắc ở bargain. Ông đã nghĩ là tôi đã là ngụy tạo cái lời khai của nhân chứng á. Tôi đã không nói cái này. Tôi chỉ muốn nói là cái vấn đề là mọi người đang nói về nó. Rất tốt thưa thẩm phán. Tôi có một cái lời có một cái solution, cách giải quyết. Nếu mà thế thì bên công tố sẽ cho phép được sẽ cho phép bên biện hộ gọi ra cái người người đâu gọi ra nhân chứng á. Thì là cho bên này gọi ra nhân chứng. Nhưng mà đây sẽ không có tiền lệ là những cái gì mà cậu yêu cầu. Đúng là nó chưa thực sự là có tiền lệ này. Nhưng mà trong cái thời điểm này nó có vẻ như là rất là hiệu quả để mà bảo vệ được cái sự tín nhiệm của bên công tố ấy. Kiểu công tố nó không còn được tin tưởng, thế là cái quyền gọi nhân chứng sẽ giao cho bên biện hộ. Tôi sẽ chứng minh là tôi chưa bao giờ tôi có kèo riêng về nhân chứng. Mr. Wright, cậu nghĩ sao? Không thể tin được. Edward vẫn tìm được cách để tiếp tục cái vụ án này, vụ xử này. Very well. Bên biện hộ chấp nhận cái lời đề nghị của công tố đấy. Thế thì cái việc này đã sẽ làm như thế đấy. Biện hộ. Bên biện hộ có thể gọi cái nhân chứng tiếp theo. Cái này rất là buồn cười nhá. Kiểu ông nhầm. Là bình thường là công tố sẽ gọi.
Mr. Right. Cậu có nhận ra là đây là cái cơ hội cuối cùng của cậu không? Nếu mà cậu gọi nhầm nhân chứng á. Nên là cái qua xử án này sẽ kết thúc. Sẽ lại như là đã kết thúc rồi. Bên biện hộ sẽ gọi đây là cái lúc để chúng ta gọi về cái người giết người thực sự. Chạy là mình gọi em mà. Cái giết người thực sự ở đây rõ ràng là cái anh ông Damon Grant này. Damon Grant. Bên biện hộ sẽ muốn gọi Damon Grant ra vành móng ngựa để hỏi. What does he have? Ông ấy thì có liên quan gì đến cái này? Như kiểu là bị cáo á, là đồng nghiệp của bị cáo 2 năm trước. Mick Grant là cái người đầu tiên có được cái thông tin về cái vụ án này. Chúng tôi cảm thấy là chúng tôi phải nghe cái lời khai của ông ấy á. Okay. He should still be the court. Nếu mà may mắn thì cũng ra thì ông này sẽ vẫn ở trong cái tòa án ấy. Chúng ta chỉ phải gọi thôi. Ông ấy đồng thời cũng sẽ là cái người có ít khả năng nhất để la dao kèo để ngụy tạo chứng cứ từ tôi, kiểu người là ngụy tạo cái lời khai từ tôi. Ông có đồng ý như vậy không thưa thẩm phán? Ok, sự thật là như vậy. Alright, bọn Tép Diêu, bọn đệ hãy gọi anh Grant ra đây để hỏi thăm một số thứ. Là gọi sếp to nhất của cảnh sát này, là Chief of Police này. Nếu mình không nhầm là không phải to nhất rồi, là chỉ to nhất ở cái quận này thôi. Nhân chứng hãy nói tên tuổi và nghề nghiệp. Đây có phải là cái trò đùa không à? Tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa. Tên của ông và nghề nghiệp thưa ngài. Worthy, are you sure? Cậu có chắc là cậu muốn làm cái điều này à? Tên tuổi và nghề nghiệp, kinh quá nhỉ. Thế là cậu muốn chơi cứng á? Hát vô. Ok, xin Mr. Grant, xin hãy chấp nhận. Ok, tên tôi là Damon Grant. Tôi đang là giữ chức vụ là Chief of Police, cảnh sát trưởng. Chief Grant, tòa yêu cầu là nghe lời khai của ông. Ok, right tổ. Làm sao mà mặt lại có vẻ căng thẳng như vậy? Ok, lúc đầu tiên là chúng ta sẽ dọn dẹp cái vụ án SL9 ấy. Cậu có phải nói về cái vụ án mà Lana, em gái của Lana đã giết công tố viên đấy không? Personally, I think it's been made pretty clear already. Cá nhân là tôi nghĩ là cái vụ án này đã quá rõ ràng à? Chưa đâu. Chúng ta vẫn còn một số thứ mà chưa biết gì. Something unaccounted for. Là như cái gì? Như kiểu là cái trách nhiệm của ông, à cái vai trò của ông đã trong cái vụ này. Sun. Mà một là cậu rất là dũng cảm, hay là cậu thật là ngu ngốc. Kiểu là mày đã động vào tổ kiến lửa. Cậu phải biết là tất nhiên là cảnh sát trưởng có tất cả những cái vũ khí để hắn để vứt bỏ, đúng không? Vũ khí. Hãy nghe cái lời khai của tôi là một ví dụ. Tôi không phải khai nếu mà tôi không thích. Có nghĩa là cái gì? Đây có phải sự thật không? Tôi sợ rằng là như vậy. Cái cảnh sát trưởng là có quyền là không phải khai. Ô, kinh quá nhỉ. Kiểu như là mẹ mày chức vụ rất là cao đến nỗi là miễn quyền phải đi khai các kiểu ấy, trước tòa. Tất nhiên là cái hành động này là nó có một số cái rủi ro.
Đừng lo, à, tôi không phải ở đây để hinder cho trial, để phá hủy cái phiên tòa cậu. Chỉ nhớ rằng à, nếu mà cái này nó nếu mà cái vấn đề này mà nó lại trở nên là việc lãng phí thời gian ấy, đừng nói là tôi không có nói trước với cậu. Ok, rất tốt. Nhân chứng bây giờ có thể bắt đầu cái lời khai. Khai về cái vụ án đấy hết rồi. L9 ấy. Như tôi đã nhớ là New và tôi, New Marshall ấy, là tôi đã với cả anh ấy là đã thẩm vấn cái thằng John Decker à, vào ngày đấy á, để tóm tắt cái vấn đề này à. We sleep up à? That power outstayed did help either. We sleep up là cái gì nhỉ? Và cái thời điểm này là mất điện là nó cũng thật sự là nó không thể tránh khỏi à. Khi mà tôi đến văn phòng thì tôi tìm thấy Lana đã ở đấy á. Có vẻ như là cô ấy đã sắp xếp lại cái hiện trường vụ án á. Như giờ cậu đã thấy là tôi chả có liên quan gì đến cái vụ giả mạo chứng cứ cả. Forgery. Nếu mà Isaac quen thì đây có phải là lúc mà Decker đã bị bắt à? Cậu ấy á? Cậu ấy đã nằm ở trên cái sàn bất tỉnh. À, thằng này bị xiên thật đấy. Khi mà Emma gọi gửi New đó, khi mà Anna đẩy New vào cái tượng này, cái áo giáp này, có vẻ như là Decker đã bị đập vào đầu 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 đất, nên là thằng này nó sẽ bất tỉnh à. Tất cả các mọi thứ có vẻ như đã rất là rõ ràng à. Nếu mà cảnh sát trưởng có quyền để từ chối không khai này, tốt nhất là này, hãy đập ông ấy một cách đập đập ông ấy một phát rất là mạnh và nhanh chóng á. Nên là mình sẽ chơi hát bô với bác này. As I recall, the new and I will wait. Ok, mình sẽ quét. Như là tôi đã nói là cái buổi lễ đã tổ chức ở cửa cảnh sát này. Đúng là như vậy. Tôi có thể tôi nghĩ là cậu có thể nói tôi là người chăm chỉ làm việc, người nghiện công việc. Sau khi giành cái giải đấy là Neil là bắt đầu là sung rồi. Và anh ấy đi hỏi cùng thằng kia luôn. That probably have poked Spock and make him run away like this. Và cái bị cáo Lana cũng ở trong cái phòng đấy á. Tôi không thực sự là nhớ á. Nhưng mà at least she wasn't there when. Có nghĩa là cô ấy đã không có ở đấy khi mà cái thằng Darker nó chạy trốn á. Để tóm tắt cái câu chuyện này là chúng tôi chia nhau đi rồi để bắt cái thằng kia. Và lúc đó đột nhiên là cái điện nó mất. Nên là cái quá trình bắt giữ cái thằng này nó rất là có vấn đề. Thế là hai người đã chạy sau đấy là ngay sau thằng đấy á. Ngay sau anh kẻ giết người. Đúng là như vậy, và Darker đã chạy đến cái thang máy á. Thế là từ đó là New với tôi đã chia nhau ra. Cậu đây đi chạy đến thang máy và tôi đi xuống dưới á. Tôi nghĩ là cậu có thể nói là cậu hắn đã gặp may mắn á. What is it about power outstay à? Cái vấn đề về điện là cái gì? Mất à? Và lúc đấy là thang máy nó dừng giữa chừng. Và tôi là hơi bị sốc. I probably not as shocked as new when the night went through. Chắc chắn là tôi đã không sốc bằng việc mà anh New khi mà cái bị con dao đâm vào tim. Đâm vào tim mà chưa chết. Cái này là nó không vui một tí nào.
Thế là lúc mà tôi quay lại văn phòng, tôi tìm thấy Alana ở đấy á. À, liệu ông có thể kể cho tôi là những cái gì ông đã thấy đấy? À, đấy là một cảnh tượng rất là sốc. Neil và kẻ giết người hàng loạt đã nằm trên sàn. Là cái này nó đè lên nhau này. Decker là lúc nào nằm trên sàn này. Có vẻ như là hắn đã bị đập vào đầu và bị bất tỉnh. Và bên cạnh họ là hai cô gái đáng thương, Lana và Emma. Lana đã ôm Emma vào trong lòng bàn tay, hay là trong cánh tay. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy chắc là đã biết được là em gái của cô ấy đã làm điều này. Nghe có vẻ đau thương nhỉ. Có vẻ như là cô ấy đã sắp xếp lại cái hiện trường vụ án ấy. Hấu đệ, làm sao mà ông biết được cái này? Bởi vì cái xác của nạn nhân đã được di chuyển Thế thì rõ ràng là ông phải biết. Thế thì có nghĩa là ông đã nhìn thấy cái xác nằm ở cạnh cái bàn của Lana. Đúng là như vậy này. Tôi đã nghĩ là cậu nói cái này lần trước rồi. Là cái bộ áo giáp của tôi đã đâm anh công tố viên này. Đúng là như vậy. Yes. Dù sao chi chăng nữa này, như cậu là thấy đấy, là tôi chả liên quan gì đến mấy cái vụ ngụy tạo chứng cứ này. Thế là ông đã nói là cái vụ ngụy tạo này là nó đã xảy ra trong cái thời điểm mà ông quay lại văn phòng Đã xảy ra trong thời điểm. Đây chính xác là những gì tôi đã nói đấy. Tôi hiểu được là cái gì mà Lana đã cảm thấy á. Nhưng mà di chuyển cái xác và giấu chứng cứ là một cái việc không thể tha thứ được trong bất kỳ cái trường hợp nào. Đây có thực sự là cái gì mà nó đã xảy ra? Nghe có vẻ như lão này bày ra hợp lý phết nhỉ. Bắt đầu bằng cái nhân chứng là The witness, would you do any good? Nhìn vào nhân chứng là sẽ không giúp được giải quyết được cái gì đâu. Mr. Wright, if you were to stay at any... Nếu mà cậu phải nhìn vào cái gì thì cậu phải nhìn vào cái mấy cái bằng chứng của cậu ạ. Always a smooth talker. Nhưng mà cái nhân chứng nào sẽ chứng minh là anh là bác Grant này là bác giả mạo chứng cứ? Lana đã không nhận là Lana đã nhận là đã giả mạo chứng cứ đấy. Nhưng mà chắc chắn đây không phải là cái sự thật to nhất. Làm cách nào đấy là chúng ta phải liên kết được cái ông Grant này và cái vụ án đấy. Nhưng mà rõ ràng là ông ấy chứa cái đấy trong cái két này. Cái gì nhỉ? Đợi mình xem. Evidence là lo này, cái gì à? À đúng rồi, cái đoạn này là chúng ta phải đúng là như mình nghĩ là chúng ta phải present cái lọ này ở cái lời khai cuối nhé. Tôi chả liên quan gì đến cái vụ giả mạo chứng cứ đấy. Nhưng mà ông có cái bình này ở trong cái két của ông ấy. Chính ông giấu cái bình này luôn. Là chúng ta sẽ present này. Sau mình sẽ đưa ra cái giò này, cái lọ này. Thì cái bình này thì sao? Ông bảo là ông chả liên quan gì mấy cái vụ giả mạo chứng cứ này, không thể chấp nhận. Nhưng mà tôi sợ là cái lời nói của ông là không thể không hợp lý á. Ông thì không thể chứng minh được cái lời nói của ông. Hãy tự giải thích xem.
Hãy thích xem. Có một vài cái mảnh của chứng cứ đã tìm trong cái văn phòng của ông này. Như kiểu cái bình này là một cái ví dụ. Ok, cái này là Blue Bag rồi, ông cậu đã tìm thấy này. Một mảnh của cái bình này đã được phát hiện ở trong cái két của ông. Bên cạnh đó, hơn thế nữa, nhưng mà cái list của evidence mà chúng tôi đã là chúng tôi đưa là ra trước này, là đã trên thực tế là đã tìm được trong cái bàn của ông. À, cái nửa mà có cái hình vẽ như ông đã thấy là chip Grand này, đã giấu giếm cái bằng chứng ở trong cái văn phòng của ông ấy. What I conceal the proof that you also pay. Nên tất cả cái này đã là cái bằng chứng bê tông à? Là bằng chứng sắt đá để chỉ ra là ông là cũng tham dự vào cái vụ án không hợp pháp này. Vụ điều tra không hợp pháp. Chip Grant, cái này nghĩa là sao? Ho ho ho. Here the defense attorney who admin rival. Đây là cái người là công tố biện hộ là đã là đối thủ của Edward. Thế là ông đã nhận ra đúng không? Và ông đã liên quan đến cái vụ mà giả mạo chứng cứ này. Tôi á, ý cậu là tôi phải. Why would I have anything to do with that? Well, cậu là cái người mà đã đột nhập vào văn phòng của tôi khi mà cậu tìm thấy cái chứng cứ này. Ô, bây giờ ông ấy phản đa mình á? Công tố viên là không phải là cái người duy nhất mà có thể ngụy tạo chứng cứ, cậu biết đấy á. Là luật sư biện hộ là cũng có thể làm điều này. Ô, có phải vậy không, Raito? Chứ bỏ mẹ. Ông này phản đa mình á? Tuy nhiên, ám tử Gamsu là cũng có mặt trong cái quá trình điều tra này. What he my boy? Not even detective at exam. Ngay cả không phải là thám tử còn cũng không phải là ngoại lệ trong luật pháp. Hãy đảm bảo là Dick. Tôi đảm bảo là Dick sẽ về Dick Gamsu ấy sẽ nhận được cái hình phạt thích đáng ấy. What? Thế thì bây giờ mẹ ông ấy từ chối hết tất cả mọi người là chỉ có mình là trong sạch à? Nếu mà thám tử lương của thám tử Gamsu mà còn rớt thêm một ít nữa. He will end up pay to work. Là anh ấy sẽ phải trả tiền để mà đi làm. Không phải đi làm nhận tiền mà trả tiền để đi làm. In the light of detective present, please give us your testimony regarding the piece of evidence found in your office. The relation of the forgery took place in the scene, crime scene. Okay, thế là ông này sẽ phải nói về cái vụ án ở đâu, cái đoạn mà có thám tử với thằng này đột nhập vào phòng của ông à? Cái bọn trẻ con bây giờ là không biết là làm cái nào đấy để put two and two together, 2+2 vào nhau à? The evidence and forgery, cái này là lời khai mới ấy. Let's see what word now is the jaw fragment. Ok, để tôi xem bây giờ là cái gì. Một cái miếng mảnh vỡ và một cái lít cho tất cả những cái gì tôi biết. Cậu có thể là mang mấy cái này vào, cậu đặt vào trong văn phòng của tôi. Dù thế nào thì cậu không thể chứng minh được tất cả những cái chứng cứ đấy là đã được khám phá ra ở trong văn phòng của tôi. Then the woodlet. Nếu mà nó đã được tìm thấy sau khi Dagger đã được kết án á, thì cái này nó là vô giá trị. There no reason for particular in forgery. Thế là không có cái lý do để cái này là
Thế là không có lý do mà cái này nó được coi là ngụy tạo bằng chứng á. Kể như ông ấy lập luận là có thể là ông ấy tìm thấy tất cả những cái này sau khi đã kết tội thằng kia á. Nên là những cái bằng chứng này là đã không được đưa ra khỏi tòa bởi vì là nó tin ra sau ấy. Sắp xếp lại hiện trường vụ án là không giúp tôi bất kỳ được cái gì ạ. Kể là không mang lại cái lợi ích gì cho tôi. Lão này là cứng phết nhỉ, hát bô rồi đấy. Khi mà bắt đầu điều tra cái hiện trường vụ án ấy, cậu đúng ra là nên cẩn thận hơn về việc xem xét cái protocol này. Cậu có hiểu là tôi là cảnh sát trưởng đúng không? Sẽ có cái hậu quả cho việc này. Úp. Đúng vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ kiện về vấn đề này. So you don't miss. Để cậu không lặp lại cái sai lầm này nữa. Xin thứ lỗi chief. But liệu anh có thể đợi đến ngày mai không? Today là you know. Tất nhiên rồi, OG. In return, I know. That play right. Thế là hai bác này lại mẹ có gì thông đồng với nhau à? Tí. Hai thằng này nó đang mẹ kích là gì à? Thần ra ngoại cảm mình gì với nhau đấy. Thôi chết rồi, kèo riêng với thẩm phán đấy. Kiểu như là đi ăn hay là đi uống cái gì đấy. Như là tôi biết là, thì là cậu có thể gắn những cái này vào văn phòng của tôi này. Hold it! If you stop making the ridiculous allegation, tôi sẽ rất là vui nếu mà ông không bịa ra những cái chuyện vớ vẩn này. Cậu cũng có cái ý đúng á. You would have to get to do some. Cậu đã không có được cái không đủ tuổi để mà làm cái điều này. What? Tôi phải nói cho ông biết là back là hồi xưa là tôi đã đột nhập vào cái trang trại à? And I thieved it. Peter White, cậu đang nói cái gì đấy? Anyway, rất là buồn cười. Kiểu như là ông bảo thầy này không có gan ấy. Nhưng hồi xưa thầy nó chứng minh là hồi xưa là thầy đột nhập vào trang trại. I cannot prove to this carry that. Dù sao thì cậu không thể chứng minh là cậu không mang cái vật chứng này vào đúng không? Nếu mà cậu có cái chứng minh khác, nếu mà if you have proof to contrary, you have got to need a letter. Letter what? Cái gì? Sau à? Ông đang nói cái gì đấy? What else? Tôi đang nói về cái việc là khi mà cái gì rhizoprene are found à? Nếu mà nó tìm ra được trong cái két này. If they found inside my safe, they would prove hit investigation were illegal. Họ sẽ chứng minh được là cái cuộc điều tra đấy là không hợp pháp à? Rừ. Nên là cái đoạn này mình không hiểu là, nhưng mà chúng ta sẽ nghe tiếp cái lời thoại. Anyway you can prove when the... Ok, về cơ bản là cậu không thể chứng minh là khi nào cái vật chứng này... À, có nghĩa là ông bảo là kể cả mày không mang vào ấy, thì cái việc mà... Đây là cái lập luận khác của ông này. Là nếu mà có ấy, thì là mày cũng không thể chứng minh được là cái vật chứng này là khi nào nó... Là nó đã được tìm tới khi nào này. Như lúc nãy mình đã nói ấy. Ý của ông là như thế nào? Đây là chỉ là một cái giả thuyết thôi nhá. Giả thuyết này. Nhưng mà cứ cho như là tôi đã tìm được cái vật đấy, bỏ cái vật đấy vào trong cái két của tôi ấy. Đã sắp giờ ách ấy. Tôi sẽ không nhất thiết phải là... Cái hành động này không nhất thiết phải là ngụy tạo bằng chứng ấy. Objection. Nếu mà giấu bằng chứng mà tìm thấy ở hiện trường không phải là ngụy tạo, không phải là forgery là cái tội chung ấy, ngụy tạo hay là giấu bằng chứng ấy. Tôi chưa nói xong.
Thế là còn tùy vào việc mà khi nào cái bằng chứng đã khám phá ra. Nếu mà bằng chứng ấy đã tìm ra sau khi là thằng cha này kết án ấy, thì là nó là vô ích. Ông đã nói là cái bình này, mảnh vỡ của cái bình này là không được tìm ra trong cái cuộc điều tra đầu tiên. Cái này là có vẻ như là đã không tìm thấy á, không tìm ra. Vì trên thực tế là nó đã không được có trong cái danh sách của vật chứng đấy. Trong All We Know It Could Be Suddenly Mastermind The After The Deck of the Center. Như là trong tất cả những cái chúng tôi biết, cái này là có thể đã bỗng nhiên được tạo ra. Cái mà sau là sau cái ngày mà Decker đã bị được phán quyết. Oh, you would that if it convenient. Nếu mà thế thì lại tiện quá. Right. The chip is talking about possibility. À, chip là đang nói về cái một cái khả năng. Your remark, however clever, they may be it not success in waiting time. Come on, Raito. Nên là đúng là cái lời thoại này tương đối khó đấy. Có một tôi lại không có cái lý do là để tham dự vào cái vụ mấy cái vụ giả mạo chứng cứ này này. Đó, mình phải press lại chứ. Hold it. Ông có thể nói về đâu, ông có thể nhìn vào mắt tôi và nói cái điều này. Bởi vì tôi là một người vô tội. Hãy nhớ là ai đã giết Neil. Tôi không chắc là tôi quan tâm vào cái chữ kẻ giết người ở đây à. Nhưng mà cuối cùng thì cái người mà có chịu trách nhiệm cho cái chết của Marshall không may mắn đó là Emma Sky. Well, how do you see? Sắp xếp lại hiện trường vụ án là sẽ không có lợi gì cho tôi này. Really, Chip Grant? Cuối cùng là sẽ có một cái lợi ích rất lớn mà ông có được từ cái vụ này. Oh, đấy là cái gì à? That would be, of course, be... đây rõ ràng là cái vị trí mà ông hiện tại ông có là cái trưởng phòng cảnh sát. Oh! Cái kết quả của cái vụ án SL9 là đã giúp cho ông được thăng tiến lên cái chức vụ trưởng phòng, trưởng cảnh sát trưởng. Nên là cái ý nghĩa này là nó đã có thể đủ để là động cơ của ông à. Nên là lập luận đúng phết này. Ho 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 ho. Đây là nghe có vẻ hợp lý đấy. Cậu thực sự nghĩ là tôi là người vô dụng? Ý của ông là sao này? Ngay cả không có cái vụ án đấy là tôi đã ở trong cái hàng ngũ để trở thành cái cảnh sát trưởng sắp tới ấy. Nên là cái kết quả của cái vụ SL9 về cơ bản chỉ là cái chỉ làm tăng tốc cái điều sẽ xảy ra. Đây có phải sự thật không, Edward? Yes. Nên là đúng là ông hồi xưa là cũng kiểu hot rồi. Kiểu thanh niên cứng, lập được nhiều chiến công ấy. Nên là về cơ bản là chắc chắn là sẽ là thành cảnh sát trưởng ấy. Yes. Ông ấy cũng sẽ dù sao cũng sẽ trở thành cảnh sát trưởng, dù cái này hay cái kia. Nên là hãy cẩn thận khi mày chỉ cái ngón tay đấy á. Hoặc là mày sẽ là cái người sẽ bị chỉ ngược lại, phản đòn, phản nam. Ok, what it mean? Là there only one possible motivation for the crime commit. Nên là chỉ có một cái động cơ duy nhất để ông có
mong muốn là giả mạo chứng cứ ấy. Nếu mà ông không làm cái này vì bản thân rồi, thì ông đã làm cái này vì một ai khác à? Nên là dù sao thì mình vẫn muốn ghép tội lão này à? Đừng vì đừng có ngu ngốc như vậy, Worthy. Là cậu biết tôi tốt hơn là bất kỳ ai à? Là có một cái người duy nhất, à đâu, có ba người duy nhất mà tôi quan tâm đến là tôi đây, bản thân tôi và chính tôi. À, it's out in the open now. Tôi đã nói ra rồi đấy. Liệu cậu có phiền nếu mà tôi thay đổi cái lời khai một chút không? By all means, no. I would be anyone complete if there were nothing in for me. It would be anyone. Sẽ không là một cái chiến công của ai cả nếu mà trong cái này là không có phần của tôi. Kinh quá nhỉ. Nothing is for you. Nghe có vẻ như là không ra dáng một cái ông cảnh sát trưởng tí nào nhỉ. Sorry, George Julie. Xin lỗi nhưng mà cái con người mà tôi quan tâm trên thực sự là tôi à? You Julie. Sad girl. Cái con bé đấy là em của Lana. Nếu mà cậu nghĩ là tôi cảm thương với cái cô ấy thì cậu phải nghĩ lại đi à? À, ông đã nói đúng á. Ông đã ông sẽ không cảm thấy thương tiếc một ai cả. Kiểu anh này như kiểu là bao trừng ấy, mẹ kiểu không có thương ai hết, phạt hết. Nhưng mà kiểu như ông này là selfish ấy, kiểu như là muốn cái gì cho bản thân mình ấy chứ. Vậy là cái bao trừng là công lý á. Be tough on the crime and tough on the people. Hãy cứng rắn với tội phạm và cứng rắn với con người. Đây là cách mà tôi đã được sinh trưởng lên, nghe các vẻ căng. Đúng kiểu là vẻ liêm khiết ấy. You seem to be lucky enough on yourself. Ho 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 ho. That is a good one, Worthy. Kiểu định tấn công lão này. Could there be something on it for him? Mình chắc chắn là nó phải có cái vẹo gì cho lão này. Point out the accomplice. Ok, mình hãy chỉ ra cái gì. Khi mà thấy được cái sự selfishness, he would help someone now. Liệu ông này có thực sự cố gắng giúp một ai đó không? Ok, mình sẽ chỉ ra đồng phạm. Thực sự là ông đã có thể là không giúp cái người khác vì vì họ. Nhưng mà nếu mà cái này nó có lợi cho ông thì ông sẽ quyết định là ông sẽ trợ giúp họ, một ai đó. Đấy. Nên là nó có lợi ích khác thì anh sẽ làm. Có vẻ như là cậu sẽ determined to portray the... Có vẻ như cậu đã rất là quyết định để bóc phốt chip à? Sếp à? Như là một cái con người tốt bụng, giúp đỡ giúp đỡ người khác. Đây là không phải ý tôi muốn nói, mà là ông giúp đỡ người khác mà có cái lợi ích riêng của mình ấy, có ý đồ xấu ấy. Ok, very well. Hay là cái con người mà cậu tin rằng là đã giúp đỡ để ngụy tạo chứng cứ. Cái này quá rõ ràng, cái này là Lana Sky. Chief Prosecutor Lana Sky. Bị cáo. Ông ấy cứ làm như là ngạc nhiên lắm ấy đến thời điểm này. Tôi tin là nó quá rõ ràng ở trong cái tình cảnh như này. Emma Sky cảm thấy là nạn nhân đã không may bị chết. Tại sao lại who would want her help her? Who want to help her more than her old sister? Ai lại không muốn giúp đỡ em gái mình hơn chị gái? Và đối với chiếc Grant thì ông ấy cũng also have a reason. Ông ấy cũng có một cái lý do
để giúp Lana nếu mà cô ấy hỏi ông là yêu cầu ông ấy phải làm thế. Cái lý do ở đây là tất nhiên là cái có lợi cho bản thân.